Kính chào quý vị và các bạn. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị và các bạn những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý vị, đến nay Việt Nam đã chữa khỏi gần 958.700 bệnh nhân COVID-19. Trong số các ca đang điều trị hiện có 767 ca phải thở máy và ECMO. Con số này tăng so với mấy ngày trước đó. Thêm 1,4 triệu liều vaccine phòng COVID-19 của Pháp tài trợ về đến Việt Nam. Nhiều tỉnh miền Tây đổi màu cấp độ dịch. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam. Thưa quý vị, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam đã có hơn 1.210.340 ca mắc COVID-19, đứng thứ 37 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 150 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 12.282 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.205.128 ca, trong đó có 955.819 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có hai tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua là Bắc Cạn và Lai Châu. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là Thành phố Hồ Chí Minh với 467.407 ca, Bình Dương 280.908 ca, Đồng Nai 86.184 ca, Long An 38.039 ca, Tiền Giang 27.182 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi là 958.636 ca, số bệnh nhân nặng đang được điều trị là 6.096 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 3.483 ca, thở oxy qua dòng cao HFNC 1.846 ca, thở máy không xâm lấn 174 ca, thở máy xâm lấn 584 ca, thở bằng ECMO 9 ca. Số bệnh nhân tử vong, trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 160 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam từ đến nay là 24.882 ca, chiếm tỷ lệ 2,1% so với tổng số ca nhiễm, cao hơn trung bình của thế giới là 0,1%. Tổng số ca tử vong xếp thứ 34 trên 234 quốc gia và vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134 trên 224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 10 trên 49, xếp thứ 5 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 6 ASEAN. Số lượng xét nghiệm từ 27 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện hơn 25.843.009 mẫu cho số 7.855.824 lượt người. Tình hình tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Tổng số liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm là 118.768.386 liều, trong đó tiêm một mũi là 69.747.303 liều, tiêm mũi 2 là 49.021.083 liều. Theo số liệu thống kê của trang mạng Worldometer Info, cập nhật đến 6 giờ sáng ngày 29 tháng 11 giờ Việt Nam, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu là 261.856.367 ca, trong đó có 5.218.368 người tử vong. Các nước cũng đã ghi nhận trên 231 triệu bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca đang điều trị tích cực là trên 19 triệu ca và trên 80.000 ca hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Trong 24 giờ qua, thế giới đã ghi nhận thêm 491.378 trường hợp mắc COVID-19 và 6.028 ca tử vong. Nhiều nước chứng kiến sự bùng phát của biến chủng mới như Mỹ, Đức, Anh, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ và số ca mắc mới vẫn cao. Mỹ là nước có số ca mắc mới cao nhất, trong khi số ca tử vong mới cao nhất trên thế giới xảy ra tại Nga, trên 1.200 ca. Vừa qua, thế giới đã có hơn 112 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới, 87 quốc gia, vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì dịch bệnh. Do lo ngại sự lây lan của biến thể Omicron được cho là có khả năng lây nhiễm và kháng thể mạnh hơn các biến thể trước đây, nhiều nước trên thế giới đã siết chặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, trong đó có cấm nhập cảnh đối với du khách đến từ các nước thuộc khu vực miền Nam châu Phi. Việt Nam tiếp nhận thêm 1,4 triệu liều vaccine phòng COVID-19 Pfizer do Cộng hòa Pháp hỗ trợ. Trong các ngày 27-28 tháng 11, Việt Nam đã tiếp nhận thêm khoảng 1,4 triệu liều vaccine phòng COVID-19 Pfizer do Cộng hòa Pháp hỗ trợ, trong đó có 400 liều qua kênh song phương và gần 1 triệu liều qua cơ chế COVAX. Nâng tổng số liều vaccine của Pháp hỗ trợ cho Việt Nam đến nay là lên hơn 2 triệu liều. Đây là kết quả của những nỗ lực ngoại giao vaccine và đặc biệt là thành quả chuyến thăm chính thức Pháp đầu tháng 11 vừa qua của Thủ tướng Chính phủ. Theo Bộ Ngoại giao, sự hỗ trợ và giúp đỡ mà Chính phủ và Nhân dân Pháp dành cho Chính phủ và Nhân dân Việt Nam trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đây cũng là minh chứng sống động cho mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước và khẳng định tinh thần hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong phòng chống dịch bệnh. Thưa quý vị, các ca COVID cộng đồng chưa giảm, nhiều tỉnh miền Tây đổi màu cấp độ dịch. Trong ngày vừa qua, Vĩnh Long có thêm 454 ca mắc COVID-19, trong đó có 363 trường hợp cộng đồng, 127 trường hợp là F1 thành F0 và 55 ca sàng lọc tại cơ sở y tế.
Đến nay, Vĩnh Long đã có hơn 10.309 ca nhiễm, điều trị khỏi 6.252 ca và tử vong 83 ca. Tại Sóc Trăng ghi nhận thêm 751 ca mắc COVID-19, trong đó số ca nhiễm qua truy vết sàng lọc có 425 ca cộng đồng. Do tình hình dịch bệnh phức tạp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng cũng đã có quyết định nâng cấp độ dịch lên cấp nguy cơ cao vùng 3 màu cam, thời gian áp dụng từ tối ngày 28 tháng 11. Tại Cần Thơ, vừa qua ghi nhận 1.072 ca mắc COVID-19, nâng số ca mắc COVID-19 tại Cần Thơ đến nay là 24.290 ca, có 11.695 ca khỏi và 180 ca tử vong. Bạc Liêu có 512 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 175 ca trong cộng đồng, tổng số ca mắc cộng dồn là 12.898 ca, tổng số ca đã điều trị khỏi là 7.767 ca, tổng số ca tử vong là 114 trường hợp. Bến Tre có thêm 466 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có đến 421 ca trong cộng đồng. Tổng số ca mắc cộng dồn là 7.076 ca, ca điều trị khỏi là 3.381 ca, số ca tử vong là 64 ca. Thưa quý vị, siêu biến chủng Omicron tấn công châu Âu, Ấn Độ kêu gọi đánh giá hiệu quả cao của vaccine. Trong 24 giờ qua, thế giới đã ghi nhận thêm 491.378 trường hợp mắc COVID-19 và 6.028 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt 261,8 triệu ca, trong đó trên 5,2 triệu người không qua khỏi. Cuộc sống bình thường mới đang đến từng bước với người dân ở nhiều nước trong bối cảnh tình hình dịch bệnh có chiều hướng hạ nhiệt. Thêm nhiều quốc gia đã mở cửa trở lại, song nguy cơ dịch tái bùng phát vẫn đang đe dọa ở một số nước. Trong mấy ngày qua, số ca mắc bệnh và tử vong trong ngày tiếp tục có xu thế đi ngang trên phạm vi toàn cầu. Những vùng dịch nóng nhất nằm ở châu Á và Đông Âu. Tuy nhiên, sự xuất hiện của virus mới được coi là siêu lây nhiễm ở Nam Phi với tên gọi là Omicron đã khiến hàng loạt nước châu Âu và châu Á đã quyết định cấm nhập cảnh du khách từ các nước phía Nam châu Phi này. Dịch bệnh đang tái bùng phát ở châu Âu khi một số ca mắc mới đang tăng mạnh ở nhiều nước châu lục này. Châu Âu hiện chính là tâm dịch mới của thế giới. Với tỷ lệ tiêm vaccine ngừa COVID-19 tiếp tục tăng, nhiều nước trên thế giới đang lần lượt điều chỉnh chiến lược phòng chống dịch, chuyển từ zero COVID-19 sang sống chung với COVID-19. Tuy nhiên, việc xuất hiện biến thể mới đang làm chậm quá trình bình thường mới ở một số nước. Do lo ngại sự lây lan của biến thể Omicron, được cho là có khả năng lây nhiễm và kháng thể mạnh hơn ở các biến thể trước đây, Anh thông báo từ tuần trước, nước này sẽ áp dụng lại quy định đeo khẩu trang trên phương tiện giao thông công cộng và tại các cửa hàng nhằm ngăn chặn sự lây lan của biến thể Omicron. Tất cả những người nhập cảnh vào Anh sẽ phải thực hiện xét nghiệm PCR vào cuối ngày thứ hai sau khi đến Anh và phải tự cách ly cho đến khi nhận được kết quả âm tính. Trong khi đó, tất cả những người tiếp xúc với các ca nhiễm biến thể mới sẽ phải tự cách ly, ngay cả khi đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19. Các quyết định trên được đưa ra sau khi Anh ghi nhận 2 ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên. Các quyết định mới sẽ được xem xét lại trong 3 tuần tới, thời điểm mà các nhà khoa học sẽ có thông tin rõ hơn về hiệu quả liên tục của vaccine. Thưa quý vị và các bạn, bản tin thời sự hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Tất cả những thông tin mới nhất chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị vào bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!